trở thành tỷ phú cùng với Momo. Vào Momo, chờ vé số Keno giải thưởng 2 tỷ 10 phút quay một lần. Vào ngày 10 tháng 1, Barcelona sẽ đá trận làm khách trước Granada vòng 18 La Liga. Trước trận đấu này, Ronald Koeman gây ngạc nhiên khi đồn Elias Moriba lên đội 1. Tiền vệ trung tâm 17 tuổi này sẽ thường xuyên góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu đội 1 của Barcelona từ giờ cho đến hết mùa này. Elias Moriba là cái tên xa lạ với giới mộ điệu thế giới, nhưng được người hâm mộ Barcelona biết đến khá nhiều. Moriba được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của lò La Masia thời điểm hiện tại. Vì thế, Barcelona từng trói chân tiền vệ trung tâm 17 tuổi này với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 100 triệu euro khi gia hạn hợp đồng đến hết mùa hè 2022. Hiện tại, Elias Moriba nhận mức lương khoảng 500.000 euro mỗi năm. Trong phiên chợ tháng giêng này, William Saliba đã lập tức bị Arsenal đại tên Nice với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Sau khi rời Emirates, tài năng trẻ người Pháp đã lên tiếng công kích Mikel Arteta vì không được trao cơ hội ra sân. Huấn luyện viên nói với tôi chưa sẵn sàng. Đáng ra tôi phải được trao cơ hội để lấy lại phong độ. 6 tháng đầu tiên của tôi ở Arsenal rất khó khăn bởi tôi vừa trải qua 6 tháng không thể tập luyện. Tôi phải ngồi ở nhà, không thể tập luyện ngoài trời và không thi đấu. Saliba chia sẻ về khó khăn tại Arsenal. Trước mắt, William Saliba sẽ khoác áo Nice đến hết mùa giải 2020-2021 thời gian cho mượn. Trước về trẻ tuổi người Pháp tin tưởng rằng ở quê nhà anh sẽ phục hồi phong độ thay vì phải chơi cho đội U23 Arsenal. Trong trận đấu sớm nhất vòng 15 Bundesliga, nhưng sẽ làm đáng trách của các hậu vệ khiến Bayern Munich để thua ngược chung cuộc 2-3 một cách khó tin. Người buồn và tức giận nhất có lẽ là đội trưởng Manuel Neuer. Bất chấp việc không mắc bất kỳ sai lầm nào, thủ môn xuất sắc nhất thế giới vẫn phải vào lưới nhặt bóng 3 lần. Thậm chí, người gác đền 34 tuổi còn phải đón nhận kỷ lục tồi tệ. Cụ thể, Neuer đã trải qua 10 trận liên tiếp không thể chơi sạch lưới ở Bundesliga, điều chưa từng có từ khi anh ra mắt giải đấu cao nhất nước Đức trong mùa áo Schalke 04 vào năm 2006. Sau 15 trận, Neuer đã phải đối mặt với 64 lần bắn phá khung thành, nhưng cứ thua tới 40 lần, đạt tỷ lệ 64,1%. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ thành người Đức, có lẽ Bayern đã chẳng có mặt trong nhóm đầu Bundesliga. Theo Daily Mail, Sheikh Mansour đã chi ra 760.000 bảng để mua chiếc cúp FA Cup cổ nhất còn tồn tại cho đến hiện nay. Đây là phiên bản cúp thứ 2 trong lịch sử FA Cup, được sử dụng trao cho các nhà vô địch từ năm 1896 đến năm 1910. Chủ cũ của chiếc cúp lịch sử này là David Gore, đồng sở hữu West Ham. Năm ngoái, David Gore đã quyết định bán đấu giá chiếc cúp này, khiến nhiều người lo lắng nó sẽ biến mất khỏi Vương quốc Anh. Tuy nhiên, ông chủ của Man City đã bảo chi mua lại chiếc cúp và trao tặng nó cho Bảo tàng bóng đá quốc gia Anh. Được biết, chiếc cúp FA này có ý nghĩa đặc biệt với Man City như là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội bóng họ giành được vào năm 1904. Ảnh hưởng của Covid-19 đã khiến giải vô địch quốc gia Thái Lan không thể diễn ra như kế hoạch. Theo truyền thông Thái Lan, đội tuyển quốc gia nước này sẽ không thể triệu tập lực lượng tốt nhất cho AFF Cup và SEA Games vì hai giải đấu này trùng với lịch của Thái League. Các câu lạc bộ xứ sở chùa vàng cũng không có nhiệm vụ phải nhả người, bởi đây là hai giải đấu nằm ngoài hệ thống của FIFA. Chưa kể, Thái Lan còn một số cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Thứ hai, trong năm 2021, Voi Chiến sẽ dành sự ưu tiên lớn hơn cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Theo Akira Nishino, còn 3 trận đấu nữa gặp Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Malaysia. Các trận đấu này sẽ diễn ra trong vòng tháng 3 và tháng 6. Trong nhiều ngày qua, nhiều nguồn tin còn khẳng định chắc nịch rằng thủ thành đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã đạt thỏa thuận với Osaka. Tuy nhiên, trên thực tế, Văn Lâm vẫn chưa quyết định tương lai. Bởi ngoài Cerezo Osaka, Văn Lâm còn nhận được lời mời từ hai đội bóng châu Âu là Dynamo Moscow của Nga và Sporting Braga của Bồ Đào Nha. Thông tin này đã được chính đại diện của Văn Lâm, ông Andriy Koroshin, tiết lộ. Văn Lâm chưa hề chốt tương lai của mình, cô ấy cần nghỉ ngơi bởi đây là bước quan trọng với tương lai. Giải vô địch quốc gia Nhật Bản, Nga hay Bồ Đào Nha đều là những sân chơi lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ làm cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tự hào khi có cầu thủ đầu tiên được các câu lạc bộ lớn mua một cách đàng hoàng chứ không phải mượn. Đại diện của Văn Lâm, ông Andriy Koroshin cho biết. Trở thành tỷ phú cùng ví Momo. Vào Momo, chờ vé số Keno giải thưởng 2 tỷ 10 phút quay một lần.